Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 15 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay và 2 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ không có nhiều thay đổi. Khối khí lạnh yếu và lệch đông vẫn sẽ là nhân tố chính chi phối nên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ kèm theo sương mù. Ban ngày thì trời nắng và nhiệt độ trưa chiều có thể tăng lên mức 29 đến 32 độ trong ngày 17 tháng 11. Sau đó khoảng ngày 18 thì khối khí lạnh có cường độ khá mạnh bắt đầu tác động đến các tỉnh thành miền Bắc. Mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và có thể kèm theo dông và gió giật mạnh. Tuy nhiên nhiệt độ trong ngày 18 thì mới chỉ giảm nhẹ xuống mức 26 đến 28 độ. Phải sang đến ngày 19 thì trời sẽ hoàn toàn chuyển rét khi mà nhiệt độ ban ngày ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng có thể giảm xuống mức 20 đến 22 độ. Quý vị nên chuẩn bị trang phục đủ ấm để đón đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần này. Lùi xuống các tỉnh Trung Bộ, đới gió đông trên cao còn hoạt động nên trong ngày hôm nay mưa vẫn còn duy trì tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới tận Bình Thuận. Trong đó các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi xuất hiện mưa vừa và mưa to. Bà con nơi đây cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Sau đó từ ngày mai khi mà những nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu dần thì mưa cũng sẽ giảm và thu hẹp dần về diện. Và mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Huế với lượng là không nhiều. Sang ngày 17 và ngày 18 thì mưa sẽ giảm hẳn, trưa chiều trời nắng sẽ xuất hiện trên khu vực. Nhiệt độ vì thế sẽ dao động trong ngưỡng 28 đến 31 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 29 đến 32 độ với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào vào chiều tối và tối nay trên khoảng 1/2 diện tích khu vực. Có nơi có mưa to cục bộ kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Dự báo trong 3 ngày tới thì mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm hẳn, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi với lượng là không nhiều. Ban ngày thì trời sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và 30 đến 33 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động thường nhật của người dân từ nay cho tới cuối tuần. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 16, ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 17 có thể đạt mức 29 đến 32 độ và sang ngày 18 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ sẽ giảm xuống 26 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày 16, ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm vùng núi trời lạnh. Nhiệt độ trong 2 ngày tới sẽ tăng dần từ mức 26 đến 29 độ trong ngày 16 lên 29 đến 32 độ trong ngày 17. Và sang tới ngày 18 trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, mức nhiệt sẽ giảm xuống 24 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 16 trời nhiều mây, có mưa rải rác ở phía nam khu vực. Và 2 ngày tiếp theo, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ sẽ dao động từ 26 đến 28 độ và riêng ngày 17 nhiệt độ là 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 16 trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang hai ngày 17 và 18 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động từ 28 đến 30 độ và 2 ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày 16 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong 2 ngày 17 và 18, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày 16, 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trong 2 ngày này sẽ tăng dần từ 26 đến 29 độ lên 29 đến 32 độ trong ngày 17. Và sang tới ngày 18 thì trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ sẽ giảm xuống 24 đến 28 độ. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa, gió hoạt động chủ yếu ở mức cấp 4, cấp 5, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi và ngày nắng thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Từ ngày 18, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên gió ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh, gây biển động, tàu thuyền cần hết sức chú ý. Với vùng biển phía Nam bao gồm quần đảo Trường Sa thì do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động mạnh dần kết hợp với nhiễu động trên biển nên mưa dông sẽ tăng mạnh, tàu thuyền cần chú ý đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.